Cửa ngõ phía đông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn phương tiện phải kẹt cửa từng khoảng trống để lưu thông. Ô tô xếp hàng dài, trong khi người chạy xe máy phải len lỏi từng chút, di chuyển hỗn loạn từ sáng sớm đến chiều tối. Không ít trường hợp hành khách phải xuống xe đi bộ để vào sân bay cho kịp. Kẹt xe rất nhiều, đi từ bên Tô Hiệu Hòa Bình mà đi qua đây là mất gần 2 tiếng. Đi chuyến 14 giờ mà phải kẹt đường và đi bộ 1 km để vô sân bay. Không làm được thủ tục lấy kẹt thì lỡ chuyến bay lại vất vả cho nữa. Một năm mới có về quê con lần thôi. Những dịp cao điểm như thế này, lượng khách về quê từ Nam ra Bắc bằng đường hàng không rất cao. Sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong top 50 sân bay đông nhất thế giới. Có công suất tối đa có thể phục vụ 28 triệu hành khách một năm. Nhưng thực tế, năm ngoái đã phục vụ 41 triệu lượt, tức là gần gấp rưỡi so với khả năng. Các hãng hàng không cũng chủ động lên phương án để hỗ trợ những hành khách bị trễ chuyến. Nếu mà trường hợp khách bị trễ chuyến hiện tại thì mình có thể là hỗ trợ của hãng đổi qua chuyến sau hoặc là chuyến gần nhất mà hãng còn đủ số lượng chỗ. Theo Trung tâm Điều khiển Đường hầm sông Sài Gòn, những thông tin về tình trạng giao thông thành phố luôn được cập nhật liên tục 24/24. Các cơ quan chức năng cũng liên tục cập nhật, từ đó có những hướng xử lý tránh gây ùn tắc cục bộ kéo dài. Đối với các dịp Tết thì cái lưu lượng sẽ tăng, đặc biệt là cái khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái cũng như là khu vực bến xe miền Đông, bến xe miền Tây thì là trung tâm liên tục cập nhật những cái thông tin về đông xe, về ùn tắc giao thông như là tai nạn để có các lực lượng để phối hợp xử lý kịp thời. Thông qua cổng thông tin giao thông, hiện trung tâm đang kết nối 775 camera trên các tuyến đường của thành phố và qua các thiết bị giám sát hành trình, từ đó sẽ tiến hành phân tích các dữ liệu phân biệt bằng màu sắc để có thông tin chính xác về tình hình giao thông.